Em Thùy xin chào toàn thể các bác yêu lan. Phiên của ngày 26 tháng 5, hôm nay em vừa mới về được rất là nhiều các cái mặt hàng đang nụ và hoa để các bác nhà mình siêu tầm và làm giống ạ. Hôm nay thì em về nhiều hàng quá nên là em không có chỗ để xếp hàng để quay video rộng rãi được. Nên là các bác nhà mình xem video thì các bác thông cảm nhá. Hôm nay là về gọi là ngập một vườn luôn, không còn chỗ nào mà xếp nữa. Chỉ còn đúng cái chỗ một mình em đứng thôi các bác ạ. Không còn chỗ nào để đứng nữa. Thì cũng muộn rồi nên là em sẽ đi vào các cái mã hàng luôn. À, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462. Và số điện thoại này em đã cung cấp Zalo và có kết nối, có ghi ở trên màn hình rồi các bác ạ. Hôm nay thì toàn về siêu phẩm dài phải đến mét rưỡi 2 mét các bác ơi, dài lắm ạ. Đây nhá, năm cánh trắng Phú Thọ dòng lá mít, lỗi lá cổ tiết. Ôi dồi, nó đẹp lắm các bác ơi. Con này thì cái lúc em đi lấy hàng ấy, nó bị cháy nắng một ít ở đây này. Nhưng mà các bác về nhà em cắt nước đi là nó sẽ khô lại bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Ôi con này nó rất là đẹp luôn, phải nói cái bộ mầm gốc của nó các bác này. Trời ơi, 2 này, 4 này, 5 mầm gốc nha cả nhà, 5 mầm gốc nhá. Thân hoa to như ngón tay luôn. Và thân hoa có chiều dài là 1m6. Con này mà quay một mình thì không hết được luôn các bác ạ. Nó quá là to và dài luôn như thế này ạ. Cái mã số 1 em chia sẻ các bác nhà mình là 550.000 cho mã số 1. Nói thật cái dòng này xứng đáng để các bác mua vì cây của nó quá là to dài. Một khi mà cái giò mẹ của nó đã to dài như thế này, sau này những cái cây con mầm gốc của các bác nhà mình, 5 mầm gốc này, nó sẽ dài tầm khoảng là 1m6 giống như con mẹ của nó, thì nó quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Hoa nụ tự nhiên 100% nhá. Nụ tự nhiên 100%, 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Gọi là da nụ không sót một mắt nào luôn các bác ạ. 550.000 cho mã số 1, to dài. Đó, siêu to khủng long, to dài giúp em ạ, mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là 450.000 cho mã số 2 ạ. Con này thì các bác có hai cái mầm gốc to nhá. Hai mầm gốc to ở đây. Và được 4 ki ở dưới, thân hoa rất là nhiều, 5 thân hoa. Mã số 2 em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 450.000 cho mã số 2. Mã số 3 nó là một cái giò tác phẩm dành cho các bác mà đi biếu hay đi tặng. Em nói thật luôn, nó quá tuyệt vời. Đây ạ, nụ của nó gọi là chi chít luôn như thế này các bác nhá. Nụ rất là nhiều, nụ không biết là quay làm sao để các bác nhà mình nhìn được nó hết nụ nữa. Thân nụ đều dài trên 1m2. Và một giò cực kỳ là to như thế này. Em chia sẻ các bác nhà mình, giò to như thế này chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 980.000 cho mã số 3. Đây các bác nhìn cho em cái bộ mầm gốc này có lược không ạ? Bộ mầm gốc này có chất lượng không các bác? Đây ạ, để mà nói là phải đến bao nhiêu năm các bác mới trồng một cái chậu lan nó to đẹp như thế này. Bộ mầm gốc của nó đây, mời các bác nhà mình ngắm này. Quá là to luôn các bác ạ. Đây nhá, 2 này, 4 này, 6 mầm gốc. 6 mầm gốc ở đây là 5 thân hoa, 6 mầm gốc các bác ạ. Quá là nhiều luôn đây. Một giò rất là to. 980.000 cho mã số 3. Tiếp theo là mã số 4, con này dài 1m6. Con này có một thân hoa thôi nhưng mà dài tận 1m6 các bác ạ. Ôi dồi ôi, cái này các bác nào mà ở cái kệ tivi của nhà mình đấy, từ cái chỗ cầu thang ở như kệ tivi các bác mà treo buông thòng xuống thì em nói là không còn điểm chê luôn. Dài 1m6, đây các bác nhá. Nụ chi chít chi chít luôn như thế này, em quay rất là xa để các bác nhà mình xem nhá. Đây, nụ chi chít luôn cho em này. Nó quá là đẹp luôn các bác, bộ mầm gốc của nó thì không có điểm chê luôn. Mầm gốc của nó to vật vã luôn các bác ạ. Đấy, cái đơn này em chia sẻ các bác nhà mình là 300.000 cho mã số 4 ạ. 300.000 cho mã số 4. Trời ơi, nó to lắm các bác ạ. Đây đây, còn cái thân nhỏ nhỏ nó qua hoa này. Mã số 4 là 300.000. Một cây thôi đã quá chất lượng rồi. Mã số 4, 300.000. Em lên hết Phú Thọ nhá, rồi tí nữa em lên đến cái mấy cái dòng kẻ này sau. Mã số 5. Mã số 5 là dành cho bác nào mà thích siêu tầm mầm gốc. Con này em chia sẻ các bác nhà mình là 320.000 cho mã số 5. 6 mầm gốc, 7 mầm gốc, 7 mầm gốc, 4 thân hoa. Mã số 5 ạ, 320.000. Cho mã số 5. Chỗ em lại sắp mưa rồi các bác ạ. Mã số 6, 180.000. Lá mít đây các bác ơi. Nhiều bác lại bảo là cái trắng trắng này là cái gì. Các bác ơi, cái này là hôm trước chồng, hôm qua hôm kia chồng em vừa phun cái phun phòng chống thối nhá. Nên là các bác nhà mình yên tâm là cây hoàn toàn khỏe mạnh, không vấn đề gì.
Mã số 6 em chia sẻ là 180.000 cho mã số 6. 180.000 cho mã số 6 ạ. Sắp mưa rồi. Mã số 7 ạ. Cũng còn nhiều loại lắm các bác ạ, nhưng mà chưa có liệt kê được hết. Mã số 7 các bác nhá. Mã số 7 của em là có hai thân hoa rất là dài và bốn mầm gốc to như thế này ạ. Mã số 7 ạ. Lá đây các bác, trời ơi đẹp quá trời. Mã số 7 em chia sẻ cho các bác nhà mình với giá là 320.000 cho mã số 7. 320.000 cho mã số 7. Em lên mã số 8. Hôm trước bác nào hỏi em cái dòng kẻ 4 số 9 thì hôm nay nhà mình nhanh tay sưu tầm nhá. Vì cái lô hàng này nó cực kỳ là hiếm luôn. Cái dòng lá kẻ 4 số 9 này thì được cái là các bác nuôi không bao giờ mất sọc, mất lá của nó luôn. Nên là vậy là nhà mình là có thể là nhanh tay sưu tầm. Mã số 8 đây các bác nhìn này. Đấy. Ok chưa, cho nhà mình nhìn xem nhá. Mã số 8 em chia sẻ đơn này là đơn kẻ phát tài 4 số 9 với giá là, con này các bác có một cây to một cây bé, như hôm trước là em bán 250 đấy. Hôm nay em chia sẻ các bác nhà mình là 200.000 cho mã số 8 kẻ phát tài 4 số 9, con này đẹp lắm. 200.000 cho mã số 8. Mã số 9 ạ. Mã số 9 em chia sẻ các bác nhà mình là 280.000 cho mã số 9. Ba thân ạ. Mã số 9 280.000. Mã số 10. Mã số 10 em chia sẻ là 260.000. Số 11. Số 11 đẹp chưa? Trời ơi cây rất là to luôn. Số 11 đây các bác nhá. Số 11 em chia sẻ là 280.000 cho số 11. 12. 12 cực kỳ là to luôn, 12 ba mầm siêu to luôn như thế này. Mới em chia sẻ là 350.000 cho mã số 12. Tiếp theo là một cái chậu mẹ của nó là mã số 13. Em chia sẻ cái chậu mẹ với giá là 450.000 cho cả một cái chậu mẹ to này luôn ạ. Giá này em cam kết giá bao rẻ toàn thị trường luôn cho bác nhà mình siêu tầm. Vì vậy là bác nào hôm nay mở trên cái line này các bác mà chưa siêu tầm được thì nhà mình nhanh tay siêu tầm các bác nhé. Mã số 13, 450.000. Tiếp theo thì em lên đến Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy hôm nay nụ cũng là nụ tự nhiên, nụ chi chít như trấu luôn như thế này các bác ạ. Mã số 14 Hồng Yên Thủy ạ. 250.000. 250.000 cho mã Hồng Yên Thủy siêu to, siêu đẹp, nụ chi chít nhá. Mã số 14, 250.000. Hồng Yên Thủy. Số 15. Đây ạ, nụ cũng chi chít luôn như thế này. Đây cả nhà mình ơi, nụ nhiều lắm các bác ạ. Số 15 ạ. 230.000 cho số 15. Đâu nhỉ? Em với lên con nữa. Xa quá. Tận tít ở trong này. À đây, con này đi. Số 16. 250.000. Ui con này rẻ quá. Trời ơi các bác nhìn nụ này. 250.000 cho mã số 16. Số 17 em lên các bác nhà mình một cái chậu 5 cánh trắng bệt võ tòng. Con này thì mặt bông ở trên đây rồi. Thì nó là một cái dòng 5 cánh trắng bệt bông rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là cây này nó đang bị tàn hoa rồi. Chứ mà nó nở thì bông của nó rất là căng bay và cực kỳ là đẹp luôn. Cái đơn võ tòng em chia sẻ cả một cái chậu to mẹ cho các bác nhà mình siêu tầm nhá. Bình thường em bán ki nó đã rơi vào tầm khoảng là 150 đến 200 nghìn một ki rồi. Hôm nay em chia sẻ cả một giò to đang nhiều mầm gốc và đang nhiều nụ và đang có cả hoa. À em xin lỗi, không có nụ nhá, có hoa thôi. Nhưng mà nhiều mầm gốc cho các bác nhà mình siêu tầm như thế này với giá là 800.000 cho đơn võ tòng như thế này các bác ạ. Nó đẹp lắm luôn các bác ơi, nó được cái là nó nhiều nụ lắm ạ. À nó nhiều mầm gốc lắm các bác ạ, nhiều mầm gốc. Xung xoe mầm gốc luôn. 800.000 ạ cho mã số mười mấy nhỉ? Cho mã võ tòng đi. Đó. Ôi dồi ôi, đẹp lắm các bác ạ.
Phiên hôm nay thì em lên một số các cái mã hàng ở trên video. Các bác mua đơn nào thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Nhà mình có quan tâm đến những cái mặt hàng năm cánh trắng Phú Thọ đang nụ thì các bác có thể là liên hệ qua số điện thoại em đã cung cấp ở trên bài, thì em có thể là chụp ảnh cho bác nhà mình xem. Bây giờ thì nó cũng hết cái chỗ quay video rồi các bác ạ, không còn chỗ nào để quay nữa thì em sẽ xuống video ở đây. Trưa mai thì em sẽ lên live cho bác nhà mình các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của phiên ngày hôm nay ạ.